Ngô Trường Phong vẫn chưa hết kinh ngạc. Lão nói: "Tại sao bao nhiêu năm trôi qua ngài không già đi chút nào vậy?" Tiêu Phong lại gần đỡ lão dậy bảo: "Chuyện dài dòng, một hai câu không kể hết được. Ông đứng lên đi, ta từ lâu đã không còn là bang chủ nữa, gọi tên Tiêu Phong là được rồi." Ngô Trường Phong xua tay bảo: "Bang chủ vẫn còn giận chuyện gì? Trong tâm trí lão, ngài mãi mãi là bang chủ, một bang chủ tài giỏi nhất. Nếu không có ngài dùng tính mạng để đổi lấy bình yên cho hai nước Liêu Tống, thì thiên hạ lấy đâu ra 20 năm thái bình?" Tiêu Phong hơi ngơ ngác hỏi: "Có thật vậy ư? Quả thực ta không nhớ chút nào cả. Ngay đến phụ mẫu ta là ai, ta cũng không biết. Điều Tiêu Mỗ nhớ là mình tên Tiêu Phong và từng là bang chủ cái bang. Lần này ta tới gặp ông cũng là vì chuyện này." Ngô Trường Phong trong lòng vô cùng kinh ngạc và có vẻ nghi ngờ. Lão nghĩ thầm: "Người này tự nhận mình là Tiêu Phong nhưng lại bảo mất trí nhớ. Coi qua khuôn mặt thì đúng là giống thật. Lại nom y sử dụng đà cầu bổng pháp đến mức tinh diệu như thế. Nếu không phải Tiêu bang chủ thì là ai?" Lão trong đầu trăm mối tơ vò, ngẩn ra một lúc rồi nói: "Trời cũng đã về khuya, mời bang chủ về tệ xá của lão nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta sẽ nói tiếp chuyện này." Tối hôm sau, Ngô Trường Phong sắp sẵn một bàn tiệc thiết đãi chàng. Lão biết bình thời Tiêu Phong thích uống rượu nên dặn thủ hạ đem lên những bình rượu thượng hạng. Ngờ đâu trong lúc dùng bữa, Tiêu Phong lại chỉ nhấp môi xã giao, càng khiến họ Ngô thêm nghi ngờ. Lão đâu biết rằng chàng ở dưới mình hạ động 18 năm vốn không uống một giọt rượu nào, thành ra cơn thèm rượu đã mai một đi nhiều. Ngô Trường Phong phải nài nỉ mãi chàng mới uống thêm vài ly. Lão vừa trò chuyện vừa dò xét, cố ý gài thêm mấy câu vu vơ để thám thính xem có khai thác được gì không. Hai người ngồi tới tận đầu canh tư mới ngưng. Quả nhiên nghe lão kể, chàng cũng nhớ ra thêm nhiều điều. Tiệc tàn, chàng liền rảo bước về phòng đánh một giấc tới sáng. Ba hôm sau, có một đám người tới đây, dẫn đầu là Phó Cửu Uyên, đương nhiệm bang chủ cái bang. Uyên tới cửa thềm, đã nở một nụ cười tươi rói, giọng đầy hoan hỷ: "Tiêu bang chủ, hóa ra ngài vẫn còn sống trên đời, thật là phước đức cho bổn bang." Tiêu Phong trông thấy hắn diện mục thành tú, ấn đường nhô cao, sống mũi chim ưng, tuổi trưng ngoài 30. Ngô Trường Phong mời Uyên vào, giới thiệu qua lai lịch cho chàng. Tiêu Phong nói: "Phó bang chủ không quản ngại tới đây, Tiêu Mỗ thấy mình thật có diễm phúc. Vả chăng xin cứ gọi ta Tiêu Phong, từ bang chủ kia vốn dạy cho người thì hơn." Phó Cửu Uyên liền gạt ngay: "Kìa Tiêu bang chủ, sao ngài lại nói thế? Phó Mỗ từ nhỏ đã nghe đại danh ngài, lúc nào cũng lấy tấm gương của bang chủ để làm động lực cho bản thân." Ba người đang trò chuyện thì có vài kẻ xuất hiện, bộ dạng đầy gấp gáp. Một gã tên Hứa Dụ là đa chủ đại nghĩa phân đà. Dụ lắp bắp nói: "Bẩm bang chủ, phân đà của thuộc hạ bất ngờ bị người của Linh Thiếu Cung mai phục. Gần 30 anh em trong bang bị chết thảm. Bọn chúng chém giết một hồi rồi để lại một bức thư, nói rằng đây là món quà đầu tiên dành tặng ngài. Vào ngày mùng 2 đầu tháng sau, tại rừng Hạnh, sẽ đích thân tặng tiếp món quà thứ hai." Phó Cụ Uyên nghe thế cau mày, ra chiều suy tư. Một kẻ đi cùng Uyên cất tiếng: "Xin bang chủ không nên ra mặt. Hư Trúc Tử là kẻ võ nghệ cao cường, đứng hàng thứ hai trong kỳ nhân tàng long phổ. Chúng ta tuyệt đối không phải đối thủ của y. Nếu bang chủ tới đó, há chẳng phải là nạp mạng cho hắn hay sao?" Một kẻ khác lại xèn vào: "Hừ, Nhiếp huynh sao nhát gan vậy? Cái bang ta là đệ nhất bang, người đông thế mạnh. Dù tên Hư Trúc kia có bản lĩnh cỡ nào cũng quả bất địch chúng. Chỉ cần ta bày binh bố trận cẩn trọng thì dẫu hắn có là thánh là thần cũng không thể thoát." Phó Cửu Uyên gương mặt vẫn đăm chiêu, quay qua hỏi: "Ngô trưởng lão, ông là thành viên cốt cán, tất có kế hay, ta muốn nghe thỉnh giáo của ông." Ngô Trường Phong im lặng, lão không nói gì. Tiêu Phong nghe thấy liền bức xúc hỏi: "Tên Hư Trúc kia là ai? Tại sao Tiêu Mỗ thấy quen quen?" Một kẻ liền lên tiếng: "Tiêu bang chủ không nhớ gì sao? Hắn chính là tâm phúc của ngài.
năm xưa khi bang chủ rời cái bang đã giao đà câu bổng cho hắn, lại truyền thụ cả hàng long thập ba trưởng. Hắn võ công tăng tiến, trong đại hội đã tấn nhiếp quần anh lên làm bang chủ. Ngờ đâu Hư Trúc chỉ thích nghe lời xù nịnh, đã làm nhiều việc trái với luân thường tôn chỉ của bổn bang. Chính phó bang chủ đã tập hợp nhân mã thanh trừng hắn. Hắn chạy thoát lên cung Phiêu Miểu rồi tự xưng bá ở đó. Đã bao nhiêu năm trôi qua, Hư Trúc tử vẫn không từ bỏ ý định đánh chiếm cái bang. Tiêu Phong liền cười to: năm xưa phó bang chủ đẩy lui được cường địch thì hiện nay chắc cũng chẳng khó khăn gì, các người lo quá xa đấy thôi. Phó Cụ Uyên bấy giờ mới lên tiếng: chẳng giấu gì Tiêu bang chủ, hồi đó phó mỗ lật đổ được Hư Trúc tử là vì có sư phụ trợ giúp. Hiện giờ lão nhân gia đi ngao du khắp thiên hạ, có muốn kiếm cũng chẳng được. Tiêu Phong lại hỏi: các ngươi có lòng nghĩa hiệp, tự khắc trời xanh sẽ an bài, hãy nhớ ta không bao giờ thắng chính. Thôi được rồi, hôm ấy ta sẽ tới tham dự. Nếu Hư Trúc tử dám có ý đồ xấu, Tiêu mỗ nhất định sẽ giúp người dạy hắn một bài học. Thế rồi tất cả ngoài Phó Cụ Uyên đều quỳ sụp xuống nói: đa tạ Tiêu bang chủ. Đám người Cụ Uyên nói vài câu nữa rồi xin cáo lui. Chuyện là trước khi đến đây, chàng đã vô tình chạm mặt đám người rất hung tợn. Chúng tự xưng là người của Đại Nghĩa Phần Đà, bất kể ai đi qua đường đều thu phí. Tiêu Phong không muốn đánh động nên cũng thản nhiên nộp phí. Chàng đang ngồi không bụng bảo dạ: thủ hạ không nghiêm, tất đầu lĩnh cũng chẳng ra gì. Tên Phó Cụ Uyên này mũi chim ưng, ắt là người nhiều dã tâm. Ta lạ nước lạ cái, trí nhớ lại mất sạch. Nếu không cẩn trọng, hại oan người tốt thì thật là đáng trách. Chi bằng cứ vờ như không biết, kiểu gì cái kim trong bọc lâu dần cũng lòi ra. Thế nhưng Ngô Trường Phong là kẻ chính trực, mình không nhớ gì nhưng rất ấn tượng với lão. Nếu lão tâm địa xấu xa, ắt không thể nào mình nhớ được. Và chăng qua tiếp xúc cũng chưa thấy có chi khác thường. Chợt có tiếng gõ cửa, hóa ra là họ Ngô. Ngô Trường Phong ngồi xuống bàn, nhưng lão vẫn đăm chiêu, dường như lão có điều gì không tiện nói. Tiêu Phong mỉm cười bảo: Ngô trưởng lão, ông tới tận phòng ta chẳng lẽ chỉ để ngồi không sao? Ngô Trường Phong cúi gằm mặt, giọng ấp úng: Bang chủ đừng nghe theo đám Phó Cụ Uyên. Là sao? Tiêu Phong bỗng ngẩn người. Họ Ngô liền nói: ngày 2 tháng sau, bang chủ không nên lộ diện. Năm xưa ngài tung hoành giang hồ, đụng chạm nhiều thế lực. Nếu chúng biết ngài còn sống trên đời, e sẽ tới kiếm mà gây khó dễ. Tiêu Phong thủng thẳng đáp: việc ấy đâu thể tránh được. Tránh một ngày chứ sao tránh được một năm, 10 năm. Ngô Trường Phong nói: ý thuộc hạ không phải vậy, mà hiện giờ ngài đang mất trí nhớ, có khi gặp chúng bang chủ còn chả biết là địch hay bạn. Nếu để chúng phát giác ra việc này, ắt nguy to. Người xưa có câu: minh thương dễ tránh, ám tiện khó phòng. Tốt nhất việc cái bang xin cứ để họ phó lo liệu, ngài không nên mạo hiểm. Lại nói về chuyện Hư Trúc tử, y vốn là người nhân từ. Năm xưa thấy Phó Cụ Uyên tỏ vẻ hảo hiệp, giàu lòng nhân nghĩa lại càng ấn tượng tốt. Việc bổn bang lúc đầu một tay y đảm trách, về sau cũng yên tâm giao hết cho Uyên. Vài năm gần đây trong bang có biến, mấy lần Trần Cô Nhạn viết thư tới, Hư Trúc đều cho rằng lão già rồi nên lẩm cẩm không tin cho lắm. Và chăng mình đã thoái quyền khá lâu, nếu giờ can dự lại, hóa chẳng phải bị đồng đạo võ lâm xì xào bàn tán. Một hôm họ Trần đích thân đến Linh Thiếu Cùng bái kiến, y mới cho người xuống núi điều tra, quả nhiên những lời của Trần Cô Nhạn đều là sự thật. Nghĩ vậy bèn hẹn với lão mùng 2 tháng sau là đại hội bản bang sẽ đích thân đến phối hợp cùng vài tội và thanh trừng Phó Cửu Uyên. Thế nhưng không hiểu tin này lọt ra từ đâu mà Uyên lại nắm được. Tất nhiên hắn sau khi hay mọi chuyện, đêm ngày lo lắng chưa biết cách đối phó ra sao. Đang lúc rối như tơ vò thì bỗng nhiên nghe chuyện Tiêu Phong đột ngột trở về. Lúc đầu Phó Cửu Uyên sợ lắm, đến Hư Trúc tử còn lo chẳng xong, giờ lại có thêm con hùm con cọp trong nhà, lại càng sợ hãi. Nhưng nghe Ngô Trường Phong nói chàng bị mất trí nhớ mới bớt phiền muộn. Nghĩ vậy bèn gian dựng nhiều cảnh cũ để thử Tiêu Phong,
nhưng chàng hầu như không có phản ứng, nên Đinh Ninh 7-8 phần là thật. Hứa Dụ đứng bên bày kế cho Phong Trúc Lưỡng Hổ giao tranh, chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu rồi xông ra tiêu diệt cả đôi, thật là một mũi tên mà chúng hài đích. Cứ nghĩ tới viễn cảnh đó, Lão Uyên lại rùng mình. Hắn rùng mình vì sướng, nhưng cũng rùng mình vì sợ. Mấy ngày sau, tại khu rừng hạnh gần động đình hồ, đám người cái bang tụ họp rất đông, tới gần ngàn người. Ba phân đà Đại Dũng, Đại Tín và Đại Nghĩa đều đa số có mặt. Bấy giờ Trần Cô Nhạ đứng lên luận tội Phó Cổ Uyên. Hai bên tranh cãi thật là gay gắt. Tất nhiên mọi chứng cứ đều bị Uyên xóa sạch. Họ Trần nhân chứng nửa vời mà lại không có vật chứng, thành ra đúng sai chưa thể định đoạt. Cao Hạ, đa chủ Đại Dũng phần đà nói: Trần trưởng lão cả năm nay bặt vô âm tín, không thực hiện bàng vụ, giờ trở về phỉ báng bang chủ là cớ làm sao? Ông muốn chiếm quyền đoạt vị ư? Hừ, Cao Mỗ nói cho ông biết, tuy ông tuổi tác đã cao, nhưng nếu dám ngậm máu phun người thì cái đầu trên cổ ông ta cũng không chê đâu. Trần Cô Nhạ tuy đã 70 nhưng tính khí chẳng khác gì hồ trẻ. Lão nhổ tẹt một bãi nước miếng xuống đất, giọng đầy khinh bỉ: Thằng nhóc con kia, mày không đáng tuổi con cháu tao, ai cho mày dám chỉ mặt? Trạm Y Giải cũng nhảy phát lên đài, hắn là đà chủ Đại Tín phần đà, Giải nói: Trần trưởng lão, ngài không nên vì thằng xúc sinh kia mà phí lời đối đáp, tuy cho cùng cũng chỉ là một con cầu tử của Phó Cửu Uyên. Đám bang chúng cái bang vô cùng sững sờ, không nghĩ họ Trạm lại thốt ra những lời thô thiển như thế. Trạm Y Giải vốn là đệ tử của Trần Cô Nhạn, lâu nay hắn vì bị Hứa Dụ cào hạ, những kẻ tiểu nhân đe nẹt, phải nép mình nhịn nhục. Giờ là lúc thời cơ đến, bao nhiêu nỗi ấm ức cứ sổ tuẹt hết ra. Cao Hạ mặt đỏ như gà trọi, đôi lông mày mọc ngược của gã dứ lên lại càng thêm dữ tợn. Hạ vốn xuất thân là tướng cướp, được Phó Cụ Uyên thu nhận, cất nhắc làm đa chủ Đại Dũng phần đà. Bao lâu nay hắn vứt bỏ cái vẻ bề ngoài hùng ác, mà khoác lên một tấm áo đạo mạo chỉn chu. Đứng trước bao nhiêu thủ hạ, bị Trần Cô Nhạn và Trạm Y Giải chửi bới, không nhịn được quá to: Chúng mày đúng là muốn chết rồi. Gã người vút lên, tay cầm vòng sắt lao tới toan bổ xuống đầu Giải. Thế nhưng đương giữa lưng chừng, có một vật đen xì như viên sỏi bắn tới. Keng, gã đã dùng vòng gà ra. Một bang chúng đứng gần đó đột nhiên gục xuống. Ai nấy xúm lại coi, thấy cổ gã đã bị vật gì xuyên thủng. Cao Hạ đáp xuống đất, đưa mắt nhìn về phía ám khí phóng tới, thấy có một toán người đang đến. Dẫn đầu đoàn là Hư Trúc Tử, y đi cùng Phạm Bách Linh, Ngô Lãnh Quân và 7 kẻ nữa. Hư Trúc vốn là trọng khách của cái bang, lại có sức ảnh hưởng lớn, nghi lễ tiếp đón cũng ngang hàng với bang chủ. Người ta đặt một cái ghế lớn ngay cạnh chỗ ngồi của Phó Cửu Uyên. Uyên thấy Trúc đến, miệng niềm nở: Cơn gió nào đã đưa tiểu sư phụ đến đây vậy? Ba chữ tiểu sư phụ họ Phó nhấn nhá trông thật là bỡn cợt. Trần Cô Nhạn nghe thấy quá to: Tiểu cái con bà nhà người ấy, Hư Trúc tiên sinh đến đây là để tiễn người xuống suối vàng. Phó Cú Yên từ nãy bị Nhạn mắng xà xả, nhưng công phu hàm dưỡng của hắn cực cao, hắn không lấy làm giận mà vẫn cười: Trần Cô Nhạn, ta có thù oán gì với ông mà năm lần bảy lượt muốn dồn Phó Mỗ vào chỗ chết? Ta tự hỏi rằng người có đức mặc sức mà ăn, trưởng lão lòng dạ đen tối, tại sao ông trời vẫn cho sống tới giờ này? Quả là sai, sai hết sức. Trần Cô Nhạn sắc diện đỏ gay, gân mạch lởm chởm trên khuôn mặt già nua. Người hại chết Vinh đà chủ, Thiệu đà chủ, lại đem hai tên cường tặc là Hứa Dụ và Cò Hạ chám chỗ, thế là tội gì? Tống trưởng lão lấy lẽ khuyên can người, người lại giết y. Nếu lão phu không cảnh giác, có lẽ giờ này đã thành hồn ma dưới tay ngươi rồi. Phó Cụ Uyên tỉnh bờ bảo: Chúng quy lại vẫn là chuyện hồi nãy. Ta đã nói rồi, ta không làm, ông không bằng không cớ cứ phăng phăng ép Phó Mỗ phải nhận, đúng là nực cười. Hư Trúc tiên sinh, ngươi coi Trần trưởng lão cậy công cao mà nói toàn điều sằng bậy, như vậy thử hỏi có được không? Hư Trúc mặt nghiêm nghị đáp: Là thực hay giả, tí nữa sẽ rõ ngay. Bỗng thấy Trạm Y Giải vẫy tay một cái, hai tên bang chúng khệ nệ bưng lên một thứ đồ dài ngoãng được bọc kín.
dài tư tư mở ra chính là một cây cường trượng thân to bằng quả trứng ngỗng. Ai cũng biết là binh khí của Tống trưởng lão. Giải nói tiếp, vật này ta lấy được từ trong phó phủ. Tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngớt. Ngô Lãnh Quân nói to, Ngô Mỗ có thể làm chứng, chính ta cùng với Trạm huynh đệ vào đó. Có tiếng nhào nhào vang lên không ngớt, liên tục các câu hỏi đổ dồn về phía Phó Cửu Uyên. Phó bang chủ, chuyện này là như thế nào? Uyên mặt vẫn lạnh như tờ, xua tay phần bùa. Các huynh đệ hãy bình tĩnh, ai chả biết Trạm đà chủ vốn thân thiết với Trần trưởng lão. Cây cương trượng kia quả nhiên là binh khí của Tống trưởng lão, nhưng việc lấy ở đâu ra còn phải xem xét lại. Nếu chỉ nói mồm thì đơm đặt dễ lắm. Hứa trưởng lão mau mang cho anh em trong bang xem cái này. Hứa Dụ thò tay vào trong túi lấy một phong thư ra. Gã nói, mời mọi người xem bức thư Trần trưởng lão gửi cho Hư Trúc tiền sinh. Cả Hư Trúc và Trần Cô Nhạn đều ngạc nhiên, bởi vừa rồi đúng là hai người có thư từ cho nhau. Thế nhưng nội dung của nó, Hứa Dụ đưa cho một tên đệ tử sáu túi, bảo y đọc to. Gửi chủ nhân cung linh thiếu, mọi chuyện ngài đã giao, lão đã chuẩn bị kỹ càng. Phó Cửu Uyên biết thuộc hạ sát hại Tống trưởng lão, tất nhiên không thể không diệt trừ. Ngày mùng 2 tới đây, ta sẽ cùng ngài nội ứng ngoại hợp, đổ vấy hết tội trạng lên đầu hắn, nhất định hắn sẽ phải chết. Thủ bút Trần Cổ Nhạn. Lời vừa dứt câu, Cao Hạ đã cười hô hố. Thế nào Trần trưởng lão, việc ông cấu kết với người ngoài, mưu hại bang chủ thì đáng tội gì? Trần Cô Nhạn hoang mang tột độ, chạy lại giật phát bức thư tay run run. Nét bút này đúng là giống của ta, nhưng không phải do ta viết. Đám đông nghe thế thi nhau nói vọng lên. Trần trưởng lão, ông ném đá giấu tay, vừa ăn cắp lại vừa la làng, đúng là đồ cõng rắn cắn gà nhà, hãy đi chết đi. Trần Cô Nhạn sực nhớ ra chuyện gì, khuôn mặt giận dữ đứng trước mặt một hán tử quá to. Trình Đặng chính là ngươi. Phó Cụ Uyên hắng giọng. Trình Đặng là thuộc hạ thân tín của ngươi, hắn vì đại nghĩa diệt thần, tố cáo chuyện này quá là đáng tuyên dương. Chuyện là bình thời Trần Cô Nhạn có hai tâm phúc. Người thứ nhất là Trạm Y Giải, người thứ hai là Trình Đặng. Đặng vốn là kẻ thư sinh, rất giỏi thư pháp. Lâu nay việc thư từ của lão với Hư Trúc Tử, y đều rõ cả. Trần Cô Nhạn vứt bịch màu giấy xuống đất, tay nắm trọng quyền nhào tới giết chết tên phản đồ. Mọi chuyện diễn ra tiếp theo như thế nào, mời các bạn đón nghe tiếp tập 25 mang tựa đề Sóng Long Quần Đả. Video của Đình Phong đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay, xin hãy like, đăng ký và ủng hộ mình nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.